Theo kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu vận động 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó giữ vững và công nhận mới trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Ngoài ra, tỉnh cũng phấn đấu giữ vững và công nhận mới trên 80% ấp khu phố văn hóa so với tổng số ấp khu phố trong toàn tỉnh. Tỷ lệ phường thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đạt 40%. Giữ vững huyện điểm điển hình về văn hóa, huyện Cần Đước, vận động 100% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đăng ký xây dựng, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và công nhận trên 90% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc xây dựng triển khai phong trào nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức, đặc biệt chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa giao thông.